Nếu như các bạn đang muốn xây dựng một kênh YouTube và muốn tạo ra cho mình những nguồn thu nhập từ 500 đến 1.000 đô và thậm chí nhiều hơn như thế, thì có lẽ cái video này nó sẽ giúp cho các bạn có thể thành công hơn với lĩnh vực xây dựng kênh YouTube và kiếm tiền từ YouTube nha. Trước khi bắt đầu cái video hướng dẫn này thì mình muốn các bạn hãy theo dõi cái kênh này. Đây là một kênh YouTube nó liên quan về nhạc và nó liên quan về nhạc thiền, nhạc thư giãn. Và chắc chắn các bạn đã một lần nào đó chúng ta đã từng nghe những bản nhạc này rồi. Và những âm thanh thư giãn trong khu rừng hay thậm chí những bản nhạc, nó có thể giúp chúng ta có thể du ngủ. Và chúng ta có thể nghe nhạc thiền, chúng ta có thể nghe nhạc thư giãn. Thì đây là cách mà các bạn có thể tham khảo cái kênh này. Và với số lượng cái kênh này hiện tại, đây là những video mà mình thấy rằng là nó rất dễ làm, cũng như là nó có những lượt view nó rất là cao. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy theo dõi và chúng ta hãy xem cái kênh này nó đang kiếm tiền như thế nào nhá. Nào bây giờ chúng ta hãy thử xem. Chúng ta sẽ vào Social Ballet và chúng ta sẽ cập nhật cái video, cái kênh của họ vào đây để chúng ta xem nào. Nào, đây chính là kênh mà họ đang làm. Thì các bạn sẽ nhìn thấy mỗi một tháng của họ nó sẽ dao động từ 8.000 cho đến 127.000 đô mỗi một tháng. Và mỗi một năm nó sẽ dao động từ 95.600.000 đô cho đến 1,5 triệu đô mỗi một năm. Thì với một kênh YouTube như vậy thì các bạn có cảm thấy rằng là xứng đáng để cho chúng ta bắt đầu chúng ta xem cái video này và chúng ta học cái video này không? Nếu như các bạn đang lăn tăn và chúng ta muốn biết những bí mật cái kênh này nó làm như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với video hướng dẫn cùng với mình nhé. Nào, bây giờ chúng ta hãy truy cập vào một trang web mà nó rất quen thuộc đối với tôi, đó chính là PickAway. Và các bạn sẽ xem cái giao diện của cái trang này. Và với trang này thì chúng ta sẽ làm gì với nó thì các bạn hãy theo dõi nhé. Và lời khuyên của mình đấy là các bạn hãy theo dõi thật kỹ những gì mà mình hướng dẫn trong video này. Bởi vì đây có thể là những cái cơ hội và nó cũng có thể là những cái con đường để giúp cho các bạn có thể tạo ra những nguồn thu nhập đáng kể trong những năm tới. Thì các bạn sẽ bấm vào phần video. Chúng ta hãy bấm vào phần video. Và khi các bạn bấm vào video ấy thì các bạn sẽ tìm kiếm cho tôi những background, những video nó liên quan về thiên nhiên. Các bạn có thể gõ một cái từ khóa có từ nature và chúng ta sẽ bấm enter. Bây giờ đây chính là những video thực sự cần thiết để cho các bạn có thể dùng. Và tùy vào từng chủ đề, tùy vào từng lĩnh vực, các bạn có thể thư giãn khi đi ngủ, hoặc là chúng ta có thể thư giãn trong lúc mà mình đang làm việc, hoặc là những video theo kiểu nhạc thiền, nhạc thư giãn đi ngủ hoặc là nhạc làm việc, thì các bạn đều có thể sử dụng những video này. Và tất cả những thứ mà mình đang chia sẻ với các bạn, nó hoàn toàn nó miễn phí các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng tải về một cái video. Và các bạn có thể làm một cái video dài hoặc một video ngắn thì tùy thuộc vào cái nhu cầu của các bạn thôi. Tuy nhiên ở trong này nếu như chúng ta muốn tìm kiếm những bức ảnh, những video nó liên quan về nhạc đây. Đấy, kiểu như thế này, ví dụ như nước chảy hoặc là thác nước chẳng hạn, hoặc là các bạn có thể dùng cái video kiểu như thế này này. Đấy, video kiểu như thế này ấy thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là chúng ta nói về những cái nhạc thư giãn tốt hơn. Thì các bạn có thể bấm vào tải về nhá. Chúng ta bấm vào tải về này. Đấy, và hãy chọn một kích thước file âm thanh 1920x1080 thì nó sẽ tốt hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm vào phần tải về. Ok, như vậy là chúng ta đã có cho mình một cái video background cho một bản nhạc. Và làm sao để chúng ta sẽ đi tìm bản nhạc đây các bạn? Làm sao để chúng ta có cho mình những đoạn âm thanh, những đoạn nhạc? Và tất nhiên ở trên này nó cũng hoàn toàn có thể giúp cho chúng ta có thể dùng nhạc được. Thế thì ở trong này các bạn có thể truy cập cho mình vào một cái phần menu. Đây, các bạn có thể sử dụng một cái menu có phần âm nhạc. Tuy nhiên thế này, thì nhạc ở trong này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng được. Và theo cá nhân của mình ấy, theo cái thời gian mà mình đã từng làm, thì mình thấy rằng là tất cả những cái bản nhạc ở trên này khi mà chúng ta upload ở trên YouTube ấy, thì nó hoàn toàn nó cũng có thể sử dụng miễn phí các bạn. Nhưng cái lời khuyên của mình đấy là chúng ta, để chúng ta sử dụng nhạc thì nó đảm bảo cái an toàn về bản quyền, đảm bảo an toàn về tính nguyên tắc của cộng đồng ấy, thì chúng ta không nên sử dụng nhạc ở đây.
Và tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái con đường mà các bạn lấy nhạc nó không bao giờ nó gặp bất kỳ một vấn đề nào trên nền tảng YouTube này. Đó chính là các bạn hãy truy cập vào kênh YouTube của các bạn, và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái thư viện nhạc library của YouTube trên kênh của các bạn, và nó không bao giờ bị bất kỳ một vấn đề gì cả. Nào, bây giờ đây chính là kênh mà tôi đang chia sẻ với các bạn đây, và kênh YouTube của tôi. Sau đó thì khi các bạn bấm vào kênh YouTube của mình, các bạn sẽ bấm vào phần quản lý video hoặc là tùy chỉnh kênh. Đấy, các bạn có thể bấm vào quản lý video nhé. Rồi, bây giờ các bạn sẽ kéo xuống ở trong này. Đây, chúng ta sẽ có cái thư viện âm thanh chỗ này các bạn. Đây là thư viện âm thanh. Và lúc này các bạn hoàn toàn thấy một kho tàng về âm thanh nó cực kỳ tuyệt vời ở trong này. Và chắc ăn lắm các bạn ạ. Ở trong này thì chắc ăn lắm. Đấy, cho nên các bạn đừng có sử dụng bất kỳ một cái nhạc nào khác nếu như chúng ta đang sử dụng miễn phí, nó rất là không an toàn. Đấy, vậy thì bây giờ ví dụ nhá, mình ví dụ nhá. Đấy, các bạn cũng có thể tìm kiếm ở trong mục này. Đây, ví dụ như chúng ta có thể chọn dòng nhạc này. Rồi ở trong này các bạn có thể chọn nhạc đồng quê dân gian, đúng không ạ? Đấy, đấy, mình bấm vào đây, nhạc đồng quê dân gian này. Rồi, áp dụng. Thì như vậy là nó sẽ lọc ra cho chúng ta tất cả những cái bản nhạc, tất cả những cái mà đoạn âm thanh này nó đi theo cái mong muốn của mình. Ví dụ như êm dịu này, các bạn nhìn này, ở đây là thời gian nhá. Ví dụ thời lượng 3 phút 56 giây. Đấy, thì chúng ta làm như thế thôi. Chúng ta không cần sử dụng những cái bản nhạc mà nó quá dài. Hoặc là các bạn có thể ghép thêm nhiều những cái nội dung này vào trong một cái video. Có thể là một bản nhạc nhưng mà nó ngắn quá thì các bạn có thể ghép thêm 5 bản nhạc, 10 bản nhạc vào trong một video cũng được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe thử cái này. Ok, đấy. Và hay là rất nhiều những cái nội dung ở trên này các bạn cũng có thể sử dụng. Thì khi mà chúng ta đã cảm thấy ưng ý một cái bản nhạc nào đó thì các bạn hoàn toàn có thể tải về được. Bây giờ mình sẽ tải về cho các bạn đây. Chúng ta sẽ bấm vào mục tải về này. Và như vậy là chúng ta đã có thể tải về một bản nhạc rồi, và chúng ta đã có cho mình một cái background rồi. Thì bây giờ đến bước thứ ba, đấy là chúng ta sẽ biên tập một cái video. Các bạn sẽ làm sao để chúng ta kết hợp cái file âm thanh này và chúng ta sẽ kết hợp cái background để vào để nó trở thành một cái video hoàn chỉnh. Nào, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công cụ tiếp theo có tên gọi là Canva. Còn nếu như các bạn có thể sử dụng bất kỳ một cái phần mềm biên tập video nào khác tùy vào cái sở trường của các bạn và cái sự hiểu biết của các bạn với một phần mềm. Cho nên chúng ta có thể sử dụng bất kỳ một cái công cụ nào để nó có thể giúp các bạn có thể biên tập được cái video này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Canva và hãy mở Canva lên cùng với mình nhé. Trong cái giao diện của Canva này thì các bạn sẽ bấm vào mục video. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ bấm vào video ở đây. Đây sẽ là lúc và đây sẽ là cách mà các bạn sẽ bắt đầu chúng ta thiết kế ra những cái video của mình để chúng ta có thể kết nối được. Nào, bây giờ chúng ta sẽ làm phần việc như sau. Chúng ta sẽ bấm vào mục tải lên. Sau đó các bạn bấm vào mục tải lên tệp. Mình đang hướng dẫn rất chậm để cho các bạn theo dõi và chúng ta làm nhé. Đấy, chúng ta sẽ bấm vào video này và một cái file âm thanh này nữa. Chúng ta bấm open nó. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ chờ một xíu thì hai cái file này nó sẽ tải lên cho chúng ta. Và các bạn sẽ kết hợp video và chúng ta sẽ kết hợp cái file âm thanh này lại với nhau nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm ra video này thì nó sẽ có cái video này các bạn. Đây, video chúng ta vừa mới tải lên. Và chúng ta sẽ phóng lớn lên. Và tiếp theo đến phần âm thanh thì các bạn sẽ bấm vào mục âm thanh. Sau đó thì đây chính là cái file âm thanh chúng ta đưa vào. Các bạn có thể kéo thả vào đây cũng được. Đấy, được chưa? Chúng ta hoàn toàn có thể kéo thả cái file âm thanh vào đây và các bạn sẽ điều chỉnh. Vậy thì khi mà chúng ta đã có file âm thanh, khi mà chúng ta đã có một cái video như thế này rồi thì chúng ta sẽ thử nhá. Wow, rất tuyệt vời đúng không các bạn?
Đấy, và đấy là cái cách để cho các bạn có thể tạo ra nhiều những cái đoạn video nữa cơ các bạn ạ. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể kéo về sau này. Đến đoạn này thì các bạn có thể, nếu như mà chúng ta vẫn đang còn nhạc hoặc là chúng ta vẫn đang còn phần âm thanh nó dài quá, thì các bạn lại thêm vào đây một cái video nữa. Và vẫn lên trên kênh một cái trang Pixabay để chúng ta chọn lựa cho mình những cái video background. Và cứ như thế thôi, các bạn làm xong cái video này, chúng ta đã làm xong những cái nội dung này nhá. Đây, ví dụ như là chúng ta sau khi chúng ta đã làm xong cái video này rồi thì các bạn có thể bấm vào phần chia sẻ này. Chúng ta có thể bấm vào mục tải xuống và chúng ta sẽ tải cái video này xuống. Được chưa nào? Và bước cuối cùng chúng ta cần phải làm đấy là chúng ta chỉ cần đăng tải cái video này lên trên kênh YouTube thôi. Và trong quá trình chúng ta đăng tải lên kênh YouTube thì chúng ta sẽ viết tiêu đề, chúng ta sẽ tạo ra những ảnh thumbnail, rồi chúng ta sẽ tạo ra những cái phần mô tả, những từ khóa. Và cái đó thực sự không quá khó đâu. Và sau khi mà các bạn đã làm xong một cái video như vậy thì đây là cách và đây là bí mật để cho các bạn có thể đăng video của mình được nhiều người xem hơn và chúng ta dễ dàng có cho mình nhiều nguồn thu nhập hơn. Đấy là hãy theo dõi những kênh YouTube này. Các bạn hãy xem, đây là cách mà các bạn không cần phải là những người YouTuber chuyên nghiệp mà chúng ta có thể làm được. Đấy là hãy bấm chuột phải và chúng ta hãy dịch toàn bộ cái nội dung này sang tiếng Việt. Vậy thì đây chính là thời khắc quan trọng để cho các bạn làm. Ví dụ các bạn xem một cái video nhé, chúng ta bấm vào một cái video này. Cái điều mà mình muốn các bạn ở đây đấy là các bạn hãy làm theo những gì họ đang làm. Họ đặt tiêu đề như thế nào. Và tất nhiên ở đây là tiếng Việt nhé. Các bạn muốn làm tiếng Anh thì chúng ta hãy chuyển sang tiêu đề tiếng Anh. Và tiếp theo một cái phần nữa đấy là phần mô tả video. Các bạn có thể nhập những mô tả vào đây. Họ viết cái gì thì các bạn viết theo như vậy. Đấy, những thông điệp rồi vân vân, mọi thứ ở trong này đúng không nào? Đấy, thì đấy chính là cách để cho các bạn làm. Và họ đang dùng những từ khóa gì, họ đang làm những tiêu đề gì, thì các bạn cứ nhập y hệt tất cả những cái thứ mà họ đang làm. Và đó chính là bí mật để cho các bạn có thể xây dựng cho mình một kênh YouTube về nhạc thư giãn, về nhạc thiền. Và mình tin rằng nếu như các bạn bám sát theo những gì mình chia sẻ trong video này, các bạn có thể tạo ra ít nhất từ 500 đến 1.000 đô mỗi một tháng. Hãy bắt đầu với công việc này và hãy thực sự nghiêm túc với nó. Có rất là nhiều người chúng ta chỉ làm trong vòng một thời gian ngắn thôi và không có bất kỳ một kết quả nào đối với các bạn thì các bạn lại bỏ cuộc. Nhưng làm YouTube, làm bất kỳ một công việc nào, các bạn cần thời gian, các bạn cần sự kiên trì và các bạn phải nỗ lực thực sự. Thì khi đó chúng ta mới có kết quả. Và nếu như video này nó giúp ích cho các bạn về mặt ý tưởng, nó giúp ích cho các bạn về những thao tác làm, thì các bạn hãy cùng mình để chúng ta tiếp tục xây dựng những video theo đúng mong muốn của các bạn. Nào, bây giờ sẽ là phần việc của các bạn. Đấy là hãy xem đi xem lại cái video này và chúng ta hãy thực hành theo những gì mà mình hướng dẫn nhé. Và nếu như cái video này nó hữu ích với các bạn, đừng quên bấm like và subscribe, bấm nút chuông nữa để theo dõi các video mới nhất của mình. Và tất nhiên, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trong các video tiếp theo.